Hello, vâng. Mình hiểu đây. Tôi với mấy cái video kia tôi để ý á. Nóng đến nhiều view vậy sớm luôn. Chứ tôi sẽ chia thêm một cái câu chuyện tôi đi vậy đó nha. À, mấy khi trước 6 tuổi thì tôi vì đau bụng rồi đó tôi bị ỉa chạy. Nhưng mà tôi định thẳng là đặt cái luôn. Mà là tôi ỉa một đống cức chạy. Đó tôi xong tôi chưa khu tôi đi ra hết rồi mặc cái quần vô để cho nó nặng mặc cầm bảy quần hết đó tôi yên bỏ hết luôn đó, tôi yên hết luôn rồi đó còn một cái quần đưa tôi mặc sẵn lúc mà tôi ui à ông ba tôi đang bỏ lau cất cho tôi à lau lau cất lau cất gì thêm á nó sẽ là tôi ở Colorado. Clip sau đó tôi sẽ cho một bạn coi cái Las Vegas năm cuối năm ngoái tôi đi đúng 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 ngày đúng đúng ngày mùng mùng 1 tháng 7 luôn có mùng tháng 7 là ngày được Mỹ hình thành đấy cho nên nếu mà là cái nên là năm 2021 là nha có chứ đơn chuyện chỉ với tôi chuyện bằng thế đó. Cho nên á nhà coi cái mô tôi hiểu Poppin là nó nghĩ ra nó phải là hiểu đi ý tôi không biết đi ý tôi không biết việc để đi ý á cho tôi biết Poppin cho khỏe đó bị băng có thì được của tôi nó hiểu Poppin phần hai tôi mới đang hiểu 2 tiếng mà được 18 view clip trước 47 view ghê không cho nên mấy bạn coi nhớ mấy bạn nhớ like nha cái gì mà chỉ có mỗi tôi bán hơn á đồ được cái chùa ghét để là hồ chi con gái bó hồ gì ơi có cái gì mà có hiểu là cùng nhận là cho một like nha đặc biệt like đi cho nên là hồ chi đừng có coi chùa nữa hiểu không hết cái chùa mà ý cho nên là mấy bạn tôi kể thêm một chuyện chuyện hiểu ý hiểu ý nữa nha có một ông tôi ý bị nghẹt câu mà cũng cách đây 2 tuần tôi ý mới bị hơi hơi lỏng lỏng nữa rồi đó tôi để chui khu trước khi mới chui khu mãi luôn hứng bực tôi phải phải chui cái môn hưởng vẫn gì chất đúng là khu nữa tôi muốn chui nữa rồi tôi xả mấy lần mà tôi xả vậy cho bỏ vậy nhiêu giữ rồi bị nghẹt câu rồi thả thêm là lần thứ nhất tôi xả làm sao lần thứ hai tôi xả là bị trăng ngoài luôn rồi là làm gì đó đã bua đặc biệt công ty để bấm bấm bao lần thứ ba đường xuống họ tôi bấm thêm lần nữa bị nhạc lại rồi đó nghe quá rồi đó thêm thêm một ngày nữa là chạy đi mua cái thông câu rồi đó thục 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 ỉa đứng tôi bị đau bụng dữ luôn một lần tôi bấm ỉa tôi bị đau bụng dữ luôn mà ỉa hôm nay tôi sẽ review một cái thôi là tôi sẽ review những thứ giặt đi nhất của tôi nha nếu mặc gì sau tôi sẽ review nó sẽ cách nhớ ra cái gạt là cái đây một năm ngoái đây năm ngoái nha ngày mùng 4 tháng 7 2021 chứ là 2022 rồi bye tôi sẽ đăng clip bây giờ luôn đây để bạn tôi để tôi đăng đi lên sau đó để tôi đợi cái video lên sau đó up cái ra cái gạt lên luôn bạn nha. Thì tiếp đây là hiệp bốc bê ba là hiệp phân ba.